Hello mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Situn. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cái mã hàng tiếp theo bên em vừa mới cập bến để có thể hỗ trợ cho các bác. Thì những cái bộ lấy ống gãy này đã rất là quen thuộc với tất cả các bác ở trên này rồi. Bác nào mà đã từng mua những cái bộ lấy ống gãy này thì biết là cái độ xịn sò, chất lượng của nó tốt như thế nào. Thì hiện tại hôm nay thì đã về cập nhật cái lô hàng mới để có thể hỗ trợ mọi người. Và khi mọi người nhận hàng mới thì nó sẽ gồm đầy đủ như là vỏ, tem mác ở ngoài như này của nhà bác cô có nhá. Và với cái dòng như thế này nó được đựng một trong một cái hộp rất là nhỏ gọn. Với cái bộ này thì cái mặt sau của nó, khi mọi người bóc vỏ ra thì cái mặt sau của nó sẽ thiết kế nó có những cái số trên này. Với mỗi một size số thì nó sẽ có khả năng là lấy được ốc gãy các cái size trên này. Ví dụ như là size số 1 thì nó là khả năng lấy ốc gãy từ 1/8 inch đến 1/4 inch, tương ứng với ốc M3 đến M6 theo hệ mm. Đấy. Còn size số 2 tương tự như vậy, số 3 tương tự như vậy, 4 tương tự như vậy và số 5 là lớn nhất ở đây thì size là từ 9/16 inch đến 3/4 inch, tương đương với ốc là M14 đến M18 là nó có thể lấy ra được. Và bộ lấy ốc gãy này thì khi mọi người mở chỉ cần chạm nhẹ như này là các bác có thể mở ra. Và tổng thể nó 5 size đây thì nó sẽ đánh theo số, và các bác có thể nhìn thấy là size này, thương hiệu Baco này, dòng là 1424 này, và Germany nó dập ở trên này luôn. Với mỗi một size nó thì nó sẽ là chính cái mặt sau này đây. Ví dụ như là size số 5 ở đây thì nó sẽ khả năng là lấy ốc từ M14 đến M18 luôn. Và tất nhiên là với một cái bộ như thế này, khi mà lấy ốc thì từ cái cây nhỏ nhất ở trên này nó đều có dập số trên này để giúp cho các bác là dễ có thể là biết, hoặc là dễ có thể là phân biệt để có thể là sử dụng nó như thế nào. Và với 5 size này đây thì đều là những cái ốc gãy mà thường xuyên anh em hay gặp phải. Ví dụ size số 1 đây là M3 đến M6 là các bác sẽ dùng đúng size số 1 đây. Nó đã thể hiện ký hiệu trên này. Và đầu này thì nó sẽ là cái đầu vuông. Anh em sẽ lấy một cái size lớn ra, một cái cây lớn ra để các bác có thể nhìn rõ luôn. Nó là cái đầu vuông chứ không phải là cái dòng lục giác các bác nhé. Ví dụ như cái đầu lục giác thì các bác dùng máy, nhưng mà cái đầu này đầu vuông để các bác sử dụng làm mỏ lết để các bác vặn. Bởi bản thân là cái con ốc mà nó bị gãy, nó bị chìm xuống sâu rồi thì nó đã là một cái vị trí rất là khó khăn để mọi người có thể lấy ra được rồi. Thì đây là một cái phương pháp gần như là cái phương pháp khó có thể là sử dụng nhất. Nghĩa là cái ốc vít mà nó trong trường hợp rất khó rồi thì các bác bắt buộc là phải dùng những cái trường hợp như này. Thì đây là cái mà tại sao nên người ta nhà sản xuất người ta để là cái đầu vuông như này để các bác dùng mỏ lết để các bác vặn ra, mỏ lết hoặc kìm chết để các bác kẹp vào đây để có thể vặn ra, chứ không dùng máy bắn vít hay là không dùng gọi là máy gọi là ốc lục giác để có thể sử dụng máy siết nữa. Đấy, thì cái mục đích của cái cây này nó là như vậy. Và tất nhiên là với những cái dòng hàng mà sản xuất tại Đức như này thì độ bền của nó cực kỳ cao và khả năng chịu tải của nó cũng cực kỳ lớn. Và tất nhiên là cái gen này nó sẽ khác biệt. Cái gen này thường nó sẽ là cái gen ngược. Bình thường khi mọi người vặn vào thì vặn tay vào thì nó sẽ là dạng như thế này, nhưng mà khi mọi người vặn vào như thế này thì nó sẽ là mở ra các nhá, để nó giúp cho con ốc của mọi người có thể là thao tác là nó ngược gen với bình thường khi mọi người vặn vào, giúp cho khi mọi người lấy những cái con ốc gãy nó sẽ ra một cách dễ dàng hơn. Bình thường thì nó sẽ có rất là nhiều các cái phương pháp, các cái cách để có thể là lấy xử lý ốc gãy khác nhau, hay là ốc nó bị tét đầu nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là ốc tét đầu như này chẳng hạn này, ốc tét đầu như này chẳng hạn này, đây này. Ví dụ như người thường người ốc tét đầu như này thì người ta sẽ thường là dùng tô vít đóng. Nếu mà tô vít đóng không sử dụng được thì mới dùng đến lấy ốc gãy, hoặc là lấy ốc mà nó bị tét. Rồi là nhiều trường hợp là ốc nó bị vừa bị tét xong nó vừa bị han rỉ như này nữa thì nó lại phải cần thêm cả những cái khò ga. Thì vì vậy nói mỗi một cái phương pháp thì nó sẽ đều có cái ưu nhược điểm, và tùy từng cái vị trí và không gian làm việc thì nó sẽ có những cách khác nhau. Thì đây là những cái bộ mà giúp cho anh em trong những cái thao tác, trong cái trường hợp mà khó nhất mà anh em vẫn có thể lấy ra được bình thường. Thì khi mà kết hợp với bộ này thì thường anh em sẽ kết hợp với một cái bộ mũi khoan chuyên dụng nữa để có thể khoan, ví dụ như khoan từ ốc M3 đến M6 này, M6 đến M8, M8 đến M11 này, M11 đến M14 hoặc là M14 đến M18 thì nó sẽ có những cái size ốc tương tự như vậy để mọi người có thể sử dụng. Và với một bộ lấy ốc gãy mà 100% sản xuất tại Đức như này thì giá tiền em có thể search cho mọi người lên trang của Amazon để các bác có thể tham khảo giúp em nhé, Amazon hoặc eBay. Thì hiện tại như là hãng đang bán ở đó khoảng tầm là 32 đô. Thì giá
Tại nước ngoài thì chắc nó sẽ rẻ hơn tại Việt Nam một chút ít, bởi vì là bản thân là nước ngoài thì họ là nhà sản xuất gốc nên là thường là giá Amazon thì nó cũng lại rất là cạnh tranh nữa. Đây, như hiện tại họ đang bán là 780.000. Nhưng mà còn về tới Việt Nam, nếu mà các bác mua lẻ và về tới Việt Nam thì đâu đó em nghĩ là cũng sẽ phải giá cao hơn nữa. Và hiện tại em đang bán cho mọi người với bộ này sau khi mà kết thúc khuyến mãi sẽ là 850.000 một bộ, và khi mọi người nhận hàng thì sẽ là hàng mới đầy đủ như này có nhá. Nhưng mà cái mức giá thì đấy là những sau khi mà kết thúc mà 2-3 bộ khuyến mại chẳng hạn. Còn cái mức giá mà khuyến mại cho mọi người những cái bộ đầu tiên này để mọi người trải nghiệm là 699.000 đồng cho một bộ. Và với một cái bộ này thì em sẽ tặng kèm cho mọi người là thêm một trong hai cái lựa chọn nhé. Một trong hai cái lựa chọn để mọi người trải nghiệm luôn này. Đầu tiên là lựa chọn thứ nhất ở đây. Lựa chọn thứ nhất đây thì nó sẽ là gồm một cái bộ mà chuyên dụng, là bộ này chuyên mũi khoan. Đấy, để các bác phải sử dụng này. Thì đây là một cái bộ mũi khoan của nhà Chesco, mã hàng là TDPV-3.2S. TDPV-3.2S. Bộ này thì cũng không rẻ đâu. Em cũng có sốt cho mọi người là cái giá tiền một cái bộ mà quà tặng em bán mọi người, một cái bộ quà mà em hỗ trợ cho mọi người là như thế nào nhé, chứ không anh em lại bảo là giá tiền nó rẻ hay là nó đắt. Đây, 32,23 đô thì tương ứng là giá là đâu đó khoảng tầm là 600.000 cho một bộ này. Đấy, thì mua cái bộ này là 699.000, được tặng bộ này là 600.000. Và tất nhiên là cái mức giá đấy chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Và hỗ trợ thì nó chỉ đâu đó tầm 1 đến 2 bộ thôi. Em thì cũng không có nhiều cái bộ này hay là có nhiều cái phần mà có thể hỗ trợ cho mọi người đâu. Nhưng mà đã hỗ trợ thì chắc chắn là mọi người sẽ có thể thấy mua cái mức giá nó cực kỳ tốt. Đấy là đầu tiên. Còn lựa chọn cái phần quà thứ hai, mọi người cũng có thể lựa chọn đây. Thì đây là một cái bộ này của nhà Chesco. Thì bộ này nó sẽ là TNH-65N. Bộ này đặc trưng của nó hơn ở cái là nó vừa là mũi khoan và nó vừa là cái vặn gen ngược luôn. Thì cái này nó áp dụng với những cái gen size nhỏ như là size M2.5 đến M3 này. M2.5 đến M3 là có thể là sử dụng được, hoặc là M4, M5 thì cũng có thể sử dụng được. Đấy, thì đây nó sẽ tùy từng size. Ví dụ màu đỏ này M2.5 đến M3 này, màu vàng này thì sẽ là M3, M4 đến M5. Và tất nhiên là với cái dòng này thì một đầu đây nó sẽ là đầu mũi khoan, còn đầu gần ngại đấy chính là cái đầu mà vặn gen ngược đây, chính là những cái này. Thì nó áp dụng cho cả những size nhỏ hơn, và mũi khoan của nó thì nó cũng có là hai cái mũi khoan sẵn ở đây rồi. Còn mũi khoan đi kèm thì nó cũng sẽ có hai cái mũi nhỏ và cái ốc để có thể tháo ra, cái giữ để có vặn có thể tháo ra thì nó đều có luôn cho mọi người ở trên này. Và với một bộ này thì em cũng có search cho mọi người là cái giá tiền tại nước ngoài mọi người mua sẽ là bao nhiêu nhá. Chứ còn để mọi người có thể thấy là cái quà là quà tặng thật và hỗ trợ cho mọi người là hỗ trợ thật. Đây, 54,35 đô, 54,35 đô, không giảm chút nào cả. Đấy, thì mọi người có thể thấy là những cái quà tặng mà hỗ trợ cho mọi người thì đều là rất lớn. Nghĩa là nếu mà bác nào mà có lựa chọn một trong hai món quà này thì một trong hai bộ này thì có thể tham khảo luôn nhá. Và 699.000 cho một bộ này thì 699.000 cũng là cho một bộ này, tương tự như nhau cả. Bác nào cần thì có thể trải nghiệm một trong hai số hotline bên góc trái màn hình để em Cương hoặc em Huế có thể hỗ trợ mọi người. Ngoài ra nữa thì hiện tại bạn Hải không còn là nhân viên của Hashtone nên là các bác vui lòng là không liên hệ bạn đấy, bởi vì liên hệ bạn ấy cũng sẽ không có những cái deal hời và deal tốt, giá tốt như này đâu mọi người nhé. Còn video cũng rất là dài rồi, địa chỉ bên em chỉ có duy nhất một địa chỉ là 123 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ đấy để có thể là sờ ngắm trải nghiệm sản phẩm có nhé. Còn xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới các bác nhá.